sữa non là gì? Các bạn đã hiểu chính xác về sữa non hay chưa? Nó có tốt hay không? Nếu như không cho con uống sữa non thì có làm sao không? Làm thế nào để có sữa non? Vân vân. Rất nhiều những thứ liên quan đến sữa non. Và sữa non là một từ khóa khá là hot, nổi tiếng ở trên mạng về những người mà quan tâm, đặc biệt là những ai tìm hiểu về dinh dưỡng và có con lần đầu tiên. Vậy thì sữa non là gì? Có những sự thật, những cái điều thú vị gì về sữa non? Chúng ta hãy tìm hiểu ngay hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Dương. Sữa non là gì? 9 sự thật thú vị về sữa non. Xin chào anh chị và các bạn, và chào mừng anh chị các bạn đến với kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Dương. Và cho anh chị lần đầu tiên đến với kênh YouTube này thì bác sĩ chuyên chia sẻ những kiến thức về dinh dưỡng và cách xây dựng đời sống khỏe đẹp trên kênh. Các video ra đều đặn vào mỗi 8 giờ tối hàng ngày. Ngoài ra thì bác sĩ còn rất nhiều những nền tảng mạng xã hội khác như là fanpage, TikTok, Instagram, website bacsinguyenduong.com và postcard trên các nền tảng âm thanh. Các bạn hãy theo dõi tất cả những nền tảng của mình để có thể là đạt được, có được những nội dung hay nhất mỗi ngày nhé. Và đặc biệt đến những bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn hãy liên hệ qua fanpage của bác sĩ Vũ Đại Dương và xem cái buổi live stream vào mỗi tối thứ ba hàng tuần để có thể tương tác, trò chuyện trực tiếp về những vấn đề của mình nhé. Rồi, hãy quay trở lại với vấn đề ngày hôm nay. Sữa non thì mặc nhiên trong đầu khi chúng ta nghe tới từ sữa non đều thấy nó rất là tốt và quý. Vậy thì thực sự chúng ta đã hiểu hết về sữa non hay chưa? Nếu như các bạn không thể chờ đợi hơn để khám phá cái từ khóa sữa non thì hãy xem tiếp video dưới đây nhé. Rồi, số 1, sữa non đến từ đâu? Sữa non là sữa mẹ bắt đầu được tiết ra từ khoảng tháng thứ tư của thai kỳ và kéo dài đến một tuần lễ sau khi sinh. Như vậy thì sữa non rất quý vì chỉ có trong thời gian rất ngắn. Số 2, sữa non trông thế nào? Sữa non thì có màu vàng nhạt, đặc với cái độ pH là khoảng 7,7. Và dựa trên cái mô tả này thì chúng ta có thể thấy rằng sữa non có đặc điểm khác và nhìn nó cũng khác hơn so với sữa mẹ. Số 3, sữa non tốt thế nào? Sữa non rất giàu năng lượng, đây là cung cấp nhu cầu về năng lượng cho trẻ với một thể tích ít, rất là phù hợp với hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh. Các bạn thấy rằng là trẻ sơ sinh rất nhỏ, cho nên là dạ dày của bé cũng chỉ là bé tí tẹo mà thôi. Cho nên là sữa non tốt nhưng có rất ít, nếu như tính ra nó chỉ khoảng 1-2 thìa cà phê. Tưởng như thế là không đủ, nhưng đối với trẻ sơ sinh như vậy là quá thừa để lấp đầy cái dạ dày tí hon của trẻ rồi đó. Số 4, sữa non có khác sữa bò không? Sữa non rất giàu lactose và ít protein hơn sữa bò, thích hợp cho nhu cầu phát triển chất não của trẻ sơ sinh. Và sữa non là công thức rất khó pha chế, vì vậy nên sử dụng sữa mẹ cho con bú để trẻ có được nguồn dinh dưỡng thích hợp ở giai đoạn đầu đời. Số 5, sữa non có kháng thể không? Hoàn toàn có, sữa rất giàu kháng thể chất diệt khuẩn trong giờ đầu tiên sau sinh để có thể bảo vệ trẻ. Và có thể kể đến một số như là lactoferrin, kháng thể IgA, lysozyme, tế bào bạch cầu và yếu tố bifidus giúp phát triển lactose bifidus và hạn chế E. coli ở ruột. Số 6, sữa non khác gì sữa mẹ? Sữa mẹ hay còn gọi là sữa vĩnh viễn có sự khác nhau, đó là sữa non thì giàu vitamin A gấp 10 lần so với sữa vĩnh viễn. Và đây được xem là loại vitamin tăng trưởng và cần số lượng gấp 100 lần cho nhu cầu dự trữ ở gan và giúp phòng bệnh của mắt. Số 7, sữa non có gì đặc? Sữa non thì còn chứa ít canxi và phốt pho hơn so với lại các sữa vĩnh viễn, phù hợp với thận chưa hoàn thiện trong những ngày đầu sau sinh, bởi vì là muốn tiêu hóa được protein những thứ khác thì cần phải sự chuyển hóa, đào thải độc tố cũng như là lọc của thận rất là nhiều, mà trẻ sơ sinh thì những chức năng này thì chưa hoàn thiện. Số 8, sữa non có tác dụng gì với đường tiêu hóa? Quý huynh có thấy rằng là con mình sau khi sinh có bị vàng da? Nếu như có đặc điểm này thì vị cứu tinh đó chính là sữa non. Sữa non có tác dụng sổ và làm tống phân xu nhanh hơn cũng thì sẽ làm giảm vàng da sau sinh. Số 9, nếu không uống sữa non thì trẻ có sao không? Sữa non chứa các yếu tố phát triển giúp đường ruột trưởng thành nhanh hơn, phòng chống dị ứng và dung nạp các loại thức ăn khác. Nếu trẻ nào mà không có sữa non ở trong giai đoạn đầu đời thì các bậc phụ huynh phải xác định là con mình khi lớn lên có rất nhiều vấn đề. Và riêng cái vấn đề dị ứng thôi là đã rất khổ trong quá trình chăm con và phát triển về sau này rồi. Còn những bệnh đường ruột nữa thì trẻ rất là hay ốm và nuôi cực kỳ là khó, khổ. Thế nên là phụ huynh nhớ rằng là trang bị đầy đủ kiến thức về sữa non để có thể cho con một cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất ở giai đoạn đầu đời nhé. Và vừa rồi bác sĩ Vũ Đại Dương đã chia sẻ 9 sự thật về sữa non. Và đừng quên rằng sữa vĩnh viễn hay còn sữa mẹ cũng là một kiến thức nối tiếp theo của chương trình này. Các bạn đừng quên rằng hãy chia sẻ nội dung này thật nhiều để bác sĩ có thể đạt được mục tiêu, đó là chia sẻ kiến thức dinh dưỡng và lối sống khỏe đẹp cho 1 triệu người đấy nha. Và chúc anh chị luôn khỏe đẹp để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.